Chào mọi người, họ đến đây. Ngày hôm nay thì mình có duyên để dự buổi triển lãm tranh của Bộ Văn hóa. Và ở trong triển lãm này thì rất vui là có trình diễn cổ phục. Mình đang mặc một bộ cổ phục màu xanh này, chắc gọi là màu xanh bơ ha. Thì tất cả những sự kiện mình có duyên để dự thì mình rất là trân trọng. Và mình hy vọng rằng mọi người sẽ thích chiếc video này, vì mình có quay lại hành trình từ ngày bắt đầu thử đồ, trò chuyện cùng với các bạn. Và mình sẽ bảo một chút về phần cổ phục của Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ thích video này. Chiếc áo dài mà Bình mặc ngày hôm nay là áo ngũ thân tay chẽn. Đây là một loại trang phục rất phổ biến vào thời nhà Nguyễn. Hình như là mọi tầng lớp đều có thể sử dụng áo này. Trang phục ngày hôm nay của mình có màu xanh, lấy ý tưởng từ màu xanh ngọc nha. Màu xanh ngọc thì vừa cao quý, sang trọng, nhưng phần nào mình vẫn cảm nhận được sự thanh thoát và nhẹ nhàng. Show trình diễn của Vạn Thiên Y ngày hôm nay có một phần rất là đặc sắc, đó là phần múa truyền thống. Chắc mọi người cũng có thể nhìn thấy ở đây là các bạn diễn viên vẫn chưa mặc trang phục diễn, bởi vì mình đang quay lại cái cảnh mọi người tập duyệt chương trình thôi. Thì lúc sau là mọi người mặc yếm, mặc đồ lụa, rồi dùng những cái dải lụa để múa ấy, rất là đẹp, thực sự là ấn tượng. Và mình cũng tiếc vì mình không thể quay lại cái phần trình diễn cho mọi người xem. Thế hình như là em đang bấm quay luôn. Ok, bắt đi ạ. Sao, bộ này làm sao? Không, bộ văn hóa này. Bộ văn hóa. Có chuyện nhưng mà chưa tới. Bộ văn hóa thể thao và du lịch đấy. Chị làm 9 năm đấy. Cộng 4 năm học nữa là 13 năm. Và chúng ta lại gặp nhau ở môi trường văn hóa. Ok. Khoảng 2 năm chưa gặp nhau. Không biết nữa, chị nghĩ là nhiều hơn 2 năm. Nhiều hơn, trước khi em đi đây là 2 năm rồi. Rồi là 3 năm không? Trước Covid mà. Bọn mình đang quay á, không phải đang chụp. Em muốn nói gì không? Hẹn mà không gặp được nhưng mà lại vô tình. Không hẹn thì mới gặp, còn đấy. Hẹn thì không có gặp được. Mình nhớ là bạn mời mình cà phê á. Đấy, hẹn mãi không gặp được. Ừ đúng rồi. Đi đây đi đó suốt, xong rồi bia rồi về ngay rồi. Rồi cuối cùng vẫn về một chỗ thôi. Tâm sẽ đã gặp lại nhau là đã kết nối lại rồi. Ok. Thank you. Vẫn còn duyên là cái gì phải gặp lại đúng không? Ừ, duyên hay nợ không biết nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết vlog số 50 này của mình. Hy vọng là mình có thể gặp lại mọi người vào ngày mai và luôn đồng hành với mình trong hành trình 365 ngày thực hiện vlog nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.